lôi mà ông lên nhảy tiệt. Ừ đánh mến. Bong mau mà tịch luôn thì chả gì mà được xây tế luôn ai được xây bong pro rất là biết bong chỉ biết xua bong internet nên đi prao wifi cao một bao lưu bị bạ đấy. Chú ba hay bao bốn mới khơi chú ba vậy nhỉ? Bà vẫn nhớ nó bà group phải cùng con mẹ cha sang group ông group chỉ miệt xua lộ phụ nào mà đai bong pro bong sợi mất vẹt con mình đai sẽ cùng Facebook chỉ ti rob an chỉ ti nhặt được lắc trong niềm chỉ chiêm chỉ sạch chỉ menu khai cho con tầm bồ này vập bát thoa ở đây thoa chỉ mùi khné nhỉ nè comment bên trên bát đấy khi mà chơi live chơi chơi tơ xe và với ta tơ xe tới đôi mini tháp đôi chìm men là biết trong thời ca nhóm ở chơi chơi tơ xe caption sẽ và chơi live từ món tới tranh ấy dây nắng và đặc biệt dây nắng tranh ấy và thế và chuẩn là khăm ai khăm ai tới mấy khăm ai sau hai thêm là bao giờ ao viên sừng sòng hai và riêng sau gặp hiệp tôi riêng tuần sau anh tết nhóm sơn lái nhà cha thống nào bà sơn lái nhà cha thống châu từ đằng nè châu từ đằng bà sơn lái nè thống sốc sờ bài ở bà sốc tam thoa mà chết mà ngay cạn mà ngay cao và đạt sai o co và ai chân tư ta xôm cửa rút chung tình năng ta đo mất thẹn bóng ôn tình ọc ní á tháng ngày tì bầm bầy mị ní ở khẳng mục ní bà cứ chứ tháng ngày sất nê ri ân đạc chiết đại trở bàn rịp chom bà rút tu tiang phí phục lộp đám bầy bà kác thà nê ri có miên sật thị bà khăn ông ca thua vầy vầy khúc giang bà nước không sử dụng chiếc đôi chiếc bỏ rõ hiện đại mến thằng kia miên sất tại một tháng ngày nâng tiền tiền á bà mến thằng miên sất mà ngày nâng tiền còn là tháng ngày nâng cứ chỉ tháng ngày đã một bệnh chạy bà ở phục lúc bán đăng thà nề rí lúc miên sất miên cả tạp bạc cách miên cả tô có thở đôi chiếc bỏ rõ chân miên thà ở bà nhà hai dân đơn nâng dương ọt miên nế tiền dương miên bản lần mỗi cái smart kia chẳng hay trong nút phong đá cà phê và bát thoa tiền pi ti tăng tiền rít thì nếp nôm pin nâng khai sim riệp dương miên ở cam bên thi pizza sẹp bắt đầu chun từ đó sụp hiệp nửa rí tiền o bị ta sụp hiệp nửa rí đứng bong bong lắp chanh nhầm ta cho nửa rí ọt sụp hiệp tại bàn ọt bị ta sụp hiệp nửa rí dương pra chỉ bị xăm cua bằng phớt sẹp tầm có nâng ao tầm lấy từ can hết trên nửa rí nè chương trình âm mà tu toàn loạt sau thì nề ri mình sụp hiệp nề ri nâng sát đấy mẹ thế bà cứ nề ri chụp hết bà cứ xong group chơi tất cả các cà phê và bà thoa giờ miền ca bắt đầu chuẩn bị xét cứ miền ta bà con chơi một pin nè liệp pẹp bồ ran một nè giờ bắt đầu chuẩn một nè đã ăn cất thả bị cả ăn cất phải thế nè u tho tha tầm lại liệp pẹp bao nhiêu tầm bảy quan riel chấm quát
chấm nái tam bảy quan riết quạt bàn sẹp vẹt mùi nhẹ tiệt bà áo tai nề gì được kia chấm complex nòm mật phe nòm bong pha ốm cầm cua sa sa nhiệt chơi tới nè chơi tới pi nhẹ bàn free mùi nhẹ chơi tới buồn nhẹ bàn free ắt cất thay nó pi nhẹ nằng dương mình miền ấy bắt đầu chun ở bên lên đăng tê đại sa dương có tất cả miền chấm nâu khá đam bay ở trong nơi ăn cà phê cà phê và bắp thò bây giờ đại ở dương bị bạn sư tại cấp cường phong phần tái vị trí chăn tẹt vị trí dưới đây sóc lâu chất lâu ở rắm đại dương bán thưa đang bay chăn tẹt vừa luôn mũi cử bấm phô nằm sắp sai nơi ở tạ sở nhà nơi ca sĩ bẹp bộ đàn khai bây giờ chung được căn mà hai chung chỉ biết xem là khai xem riêng cư dương tự tua ra hốt bàn tự đó ca một sự bẹp bì bắn đá phiêu ăn rạ chết chỉ tra ơn chết xa miền chân miền cửa rê miền ở Japan miền ở Canada miền núi miền mau bị khang ông lê England mau bị khang ở Amrit đây chỉ đám lạng lạng cứ bán cho rùm đi hai với chiếc xe đây sọc lâu chất bao dương hai với chỉ mission chỉ phép sạc cam là bao phụ dương đài dương trong khơi sầm lưu bằng pẹt đó bao đôn ta không ai đại miền Oka chỉ du lông một hơi trời bán krong nơi lứa luôn nơi lứa cài chiếc xác đó tình bố ấy nơi phê đại kê bàn liệu sử dụng bẹn hoa chướng phép bây đôi chiếc kê bàn một sắp xài một quam nòm nơi vọc và thoa đó phô đó phong vọc và thoa đó ọ cha đó bọc bộ bà ca đây chôn đó bọc chiếc khám ai đi tớ cắn bật đa và tê kê phong khá luôn việc thơ vơ áo kê bàn sủa làm pi khám ai bà đăng làm pi khám ai đi hơi vì cái chìa ở vầy đại dương ở prăng thơ đã bấy trong ban là tập hợp bài nâng hãy bóng bóng chấm chưa tham phái cho bà mơ bộ internet đạch là hốt mà nâng giật ấy hay nơi cà phê bạp tọp nông bây giờ lấy nít phong tạc đạch lường bà đã phải đạch lường nhóm lại internet nâng vì ở đà sao bà vì ở đà sửa bà vì ở đà chấm chấm chưa sài mà bà dù phí pram rồi mà đó sao phí rồi mình đi thả vã mơ thế đó là chân chỉ thay bay và đón tiết xôm cơ rốt thay bằng cung văn tia chấm pua bằng cung mà chắc không bỏng của ấy tâm khơi bàn trôi mưa cả lại bọc trong cả đàn á hay cơ rốt bom ôn chỉ thay bay và đón tiết cơ rốt lục kêu nè kêu bàn khơi trôi mưa đai là mình tin á là ngày để bàn chai pi và lia chợt mưa lại mình bên bờ thiên là bọt ấy tiếp bàn tay và bùa là dây pi ấy cứ như vậy vì đường nặng và như thế nặng cầm ở bài kia du cầm ở phía kia du hay chứ bao vinh đấy tiền tặng ở tặng ở đại công phu là tam đan ca lái chứ bao vinh đấy tiền đẹp trong đại lương đài và nẹp nẹp nông bính ở riêng pro mình xây chứ ba bà à cha thống nhà miền bon nhớ ba mươi mình xây chứ ba hay mà bọn tràn chú rô cái lấy áo chấp ba bà bong lỡ nơi ná bong nhóm chọn sạc còn tại mùi xâm nấy khơi bần ní sẵn kết khơi thả bong phá ôn miền ca sở xe khóc bị lô tự đó bay bị bắt ở hời bong lỡ nơi ná phía xa sở xe dương hai thả xâm niếng chẳng bị ta xâm niếng dương ai nhìn giấy miền miền ca phiếp rực đớn xâm lấy chân mà khóc hơi ta tam nị cung chun là bót sọc sài chấm ca khét khăn nạp xe như thế này vân tay ạ cả ra về rốt kia thá phì xa sọ xe cứ trời ở chỗ bác lo thế ná trời ở miên phiếp sọc rất nâng phạc gót chỗ bác lo đại dốc tờ tam lầm an nây vạch ra nọc rộm là bó phá xong gửi chun nát đại lục bàn bằng ca nâu vạch ra nọc rộm bị tha lo đã xa ra ô đồng vô lấy nước mần miên tê miền tại biệt tha ấy lâu nước non vạch chân nó cấm sầm đại bờ sông để chuồn nạt nhom mình miền tây miền tại phía xa nị dây nhom tới chạy nước nẹt tơ cao chạy
ឆុកឆែផ្លែឆ្វាយអាហ្នឹងវាជារបៀបនិគមជនបទនៃខេត្តខណ្ឌមួយចំនួនដែលលោកនិយាយទៅតាមសៀងប៉ុន្តែនៅសរិនក្តីនៅកម្ពុជាក្រោមក្តីខ្មែរ around the world ខ្មែរនៅទីនេះក្តីពេលសរសេរអត់មានសរសេរតាមតំបន់ទេគឺសរសេរតាមវចនានុក្រមរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជនណាដែលលោកបានលះបង់បកាយពលបញ្ញាញាណដើម្បីបង្កើតនៅច្បាប់ដើមរួមមួយឲ្យយើងអនុវត្តនិងប្រតិបត្តិតាមយកគំរូតាមយកលំអានតាមភាសាសរសេរខ្ញុំដើម្បីសរសេរឲ្យត្រូវអក្សរវិរុទ្ធខជញ្ញោដាក់ស្រអំខ្ញុំទៀតណាមិនមែនខ្ញុំទេបាទបើយើងនិយាយបានខ្ញុំសុខសប្បាយថ្ងៃនេះហ៎ថ្ងៃនេះដល់ពេលសរសេរសរសេរថ្ងៃនេះខជញ្ញោដាក់ស្រអៃអញ្ចឹងហើយបានថៃបានខ្ញុំតែងតែប្រតិកម្មចំពោះការប្រើឡាតាំងមុខញ៉ាំងជាមេរោគមួយដើម្បីបំផ្លាញនៅច្បាប់ដើមនៃសំនេររបស់ខ្មែរនៅពេលដែលយើងប្រឹងយកឡាតាំងមកសរសេរសរសេរយូរយូរធ្វើឲ្យយើងទម្លាប់ដៃទុច្ចរិតទម្លាប់ដៃអវិជ្ជមានទម្លាប់ដៃខូចទម្លាប់ដៃអាក្រក់ទម្លាប់មានពីរវាមានទម្លាប់ល្អនិងទម្លាប់អាក្រក់អញ្ចឹងទម្លាប់អពមង្គលចេះហេតុអ្វីបានជាញ៉ាំងឲ្យវាកើតទៅជាមានភាពរស់រាននៅក្នុងសង្គមជាតិមួយនេះបានបាទទម្លាប់ដែលល្អមិនធ្វើធ្វើតែទម្លាប់អាក្រក់ទេណាហ្នឹងហើយដល់ពេលសរសេរឡាតាំងយូរយូរទៅវាថ្នាក់ដៃដល់ឲ្យសរសេរខ្មែរខ្ញុំសរសេរខ្មែរមិនសូវលឿនណាដល់ពេលឲ្យសរសេរខ្មែររនឹកចំចដាលគេសេរមិនអាចចដាលចដាលសរសេរមិនចូលដល់ដល់ស្អាតមែនចូលដើមមែនចដាលបណ្ឌិតសេមិចបណ្ឌិតបណ្ឌិតបណ្ឌិតសេមិចវិញបណ្ណោបតកបនដឹងដល់ដល់ស្អែកតដិតដឹងណានេះហើយវាជារណ្ដៅមរណៈដែលបងប្អូនអស់លោកអ្នកកូនខ្មែរមួយចំនួនចូលចិត្តតែមិនឲ្យតម្លៃឲ្យមើលរំលងដើរកន្លងដើរកន្លងហួសបាទអំពីភាពល្អភាពគបផ្សារនៃអតសញ្ញាណដើមនៃមរតកទាំងអស់នេះថ្ងៃនេះវាជាមេរោគខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះវាជាមេរោគប៉ុន្តែ20ឆ្នាំក្រោយវានឹងបំលែងខ្លួនខ្លះទៅជាមហារាជកែលែងបានព្រោះថ្ងៃនេះខុសប៉ុណ្ណឹងហើយ10ឆ្នាំក្រោយខុសប៉ុណ្ណាចុះតម្រាំ20ឆ្នាំក្រោយបាត់តែម្ដងបាទបាត់តែម្ដងហើយដើម្បីបានជាយើងមិនរួមគ្នាបាទដឹងថាអក្សរសាស្ត្រជាតិនេះជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាវប្បធម៌ជាតិនេះជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ទម្រង់នៃកេអកនៃអរិយធម៌នៃវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបដែលដូនតាបានបង្កើតឡើងទាំងអស់នេះទុកសម្រាប់ឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកស្ដងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជូនពាក្យមកគ្នាថាកូនខ្មែរគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចពាក្យថាកាតព្វកិច្ចនឹងគឺជាកិច្ចដែលជាបំផុតមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនានៃមរតកវប្បធម៌ដូនតាស្មើគ្នាដូចគ្នារត់ពួនអត់បានទេព្រោះអីវាជាទ្រព្យរបស់បុព្វការីជនជីដូនជីតារបស់យើងលោកទុកឲ្យយើងស្នងគាត់ហើយបើយើងមិនស្នងគាត់ទុកឲ្យអ្នកណាស្នងណាបរទេសចិត្តខាងគេពាត់លបងយកគេច្បាមយកចោតតែគេចោលប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាចៅសៀមប្រឹងថែម្ចាស់ខ្មែរប្រឹងតែថាចៅសៀមប្រឹងថែណាស់ណាដល់ម្ចាស់ខ្មែរបានតែថាទេប៉ុន្តែមិនដែលល្វីល្វល់អើពើទេភាពជីចាប់របស់ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំឆ្លងដែនទៅដល់ប្រទេសគេគ្រាន់តែឃើញសាក់របស់ខ្ញុំគេថាអ្នកឯងថៃគ្រាន់តែខ្ញុំលើកដៃឃុំគេថាអ្នកឯថៃមួយថៃខងឆាតថៃគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំសក់វែងរៀបចំខ្លួនរបៀបនេះគេថាខ្ញុំជាជាតិថៃព្រោះជាតិថៃមួយនេះដែលជាចោនគេប្រឹងថែហើយគេបានផ្សព្វផ្សាយគេបានរូតវៀងណូនខ្មៅបាំងនៅអរិយធម៌វប្បធម៌របស់ម្ចាស់ដើមគឺប្រទេសប្រជាជាតិខ្មែរនេះហើយគេបានផ្សព្វផ្សាយអួតប្រាប់ពិភពលោកថាទាំងអស់នេះគឺជារបស់ផងគេនេះហើយវាជាភាពជាចាប់ដែលយើងទទួលបានមកវិញណាទទួលបានមកវិញគ្រាន់តែសរសេរក្បែរមិនពិបាកពេកទេ
được xong bàn lược làng chỉ clear mỗi thả sốc chất sò xê khám ai khó bọn ta cùng sốc chất khó thương ngôn và hốt đo thân nặng chốp sò xê ạ sò khám ai mình đi thả sò xê ạ sò khám ai khó nơi còn ba chiên lên tờ xê nế bà tờ xê khó ngay nế đọc bịa tờ xê khó phẩm bấy bịa bà dương cái thằng ấy sẽ đọc bịa sò khó phẩm mối bịa bà dương cái cho năm cái đó đọc bịa sò xê khó thả bị bịa bà dương prang cái ở bà cho đọc bịa tờ xê lên khó miễn phí đá đè sò xê khó chiên khó nhóm đi khó nhóm riêng bàn tạch đá khó mà miễn bản đất màu bị sở thả bàn ong gặp hiếp na rồi có tờ tùa bàn cửa rô mà nghe mà bình ná thì khi ông quả là chị bong phô ôn xa mánh mũi đôi ta bong phô ôn đó nha thì còn tay khi ông chìa mà nó khai khó đó khi ông chìa mà nó khai khó khi ông prăng mút tờ rô phiếp trời đó bây giờ prăng mút tờ rô phiếp trời khi ông thờ rô chùm núi cả đó chùm núi cả đó bọc chúm đăng mà chứ bây giờ chúm tinh tê là phôn thơ mấy mất chúm thờ ta download ép mùi cam và thi mũi chúm thao và chả nào nó khám xâm đạch ta xong ở đây chút nạt đôi ai mấy bà bóng kì download máu khi ông ta xe bị đa mũi đại sắp xếp đại mình cho bà lót trong chai phát liềm chân bà dương chóng trời vì nghĩ nà khai tài dương bình chóng trời tê tiền chân bàn bà chạy tha bị tha sầm niếng với chia phía xa nửa giấy tam đầm bòn sở rấn khát khăn sổ nửa cung xem tạc cao cặp bốt trong ca na phê vên xoài riêng ấy dương nửa giấy tam đầm bòn lưu sô châu tài chị bàn thai phía xa sở xế kê hào tha ạ cả ra về rốt mình ai sở xế tam ẩm phư chất rô cô sở xế tờ tam ở cà dồn khơi tì cứ sở xế tờ tám bà buôn lòng an này vậy cho nên nó cầm xong lại và xong rồi đấy chôn nạt không ai nơi sở rấn của tôi sở xế bị thạc khai ông đài thế nè bà không ai nơi sọc nát của sở xế bị thạc khai ông đài tôi bây giờ là dây thành nhóm nụ của đời bà thay đi mình miền bà thiên đã bắt bàn tay dương lực cho chết tờ tám hiệp chạy sở đài thằng ai tị bấy khai bấy mỹ ni à cho nam ni dương bàn ở chúc chung mật phẹt sẽ là bạc co mũi cống đại miên cho rôm pi ở lục tan cầm xua chỉ nè accept challenge mũi cứ đập khe cầm mẫn quạt đồng sẽ phẹt đào bồ rán đào cho mình phải làm đồng để chụp vàng mình sẽ phẹt tài quạt đã cứ sẽ phẹt tặng ọc này chung tiền không chung tiền bong phôn đã sẽ là bạc dương mùi chuẩn nuốn đào mây bằng phô bong phôn không ai tịch na đại bản ban đồng thật ngay tị bấy khai bấy mịn ní cứ chết ngay tị vi nơi vập và thoa chết không ai mình đăng thì dương bàn vừa mà phê mùi cho năm một hơi phần tay mình sẽ bàn trăm thì nè thì vì vậy thôi chiếc luôn ấy mình sẽ trăm thì phần tay bờ về lần thành để đã bốn cầm phê ba mà phê phạm ở thân nụ Christmas Day bọc ôn trong trăm nè nè đòi lại bốn chiếc vì xạ cả bố chia miệng cả bố chia bốn ở chỗ cho năm phê này bốn chung bốn ông tu ổng bốc xâm phép ra khai khai môn xoắn đấy lúc nãy mình sơ chăm đi bên tai bờ là biết bọc kia nó dương châu chất dương tròn chăm dương hư hà dương u o dương xa tổ thay bấy khai bấy mị nía bà thay bấy mị nía thay bấy khai bấy cứ chia tị vi và bật thoa chít khmai là bao dương dương ban sầm lại dọc thay ni bà đam bấy bà rốt chia thay tị vi này và bật thoa chít khmai bao dương mà phây mua cho năm ta hơi chân dương ban vừa ở các sự kiện bảo đảm đại chúng vinh ở vòng nông tì muối cứ ở Osato tháng ngày tì việt và bảo thoa chiết bấy lục niềm tì pi dương trong bệnh chạy thà ca lên game được coi dương dễ bị ta challenge nữa đại miến và giáo dương châu kết thà game được coi dương thà là bán cứ vị chia ở vận mục pi bởi dương nom lên lên nhà miền và giáo vi miền và giáo bởi dương lên nom lên lên ở và giáo viên ở và giáo ឧទាហរណ៍ខ្ញុំឃើញក្នុងបណ្ដាញសង្គមថ្មីថ្មីនេះផុសផុលណាស់ 5k comment ចាញ់ដោះមកចាងហើយគូរូបឆ្មារូបកដៅរូបអីចឹងមិនដឹងថានាងនាងកូនកូនអស់ហ្នឹងគាត់ចង្រៃស្អីណាប៉ុន្តែបើគាត់មកស្រាប់តែពីអ្នកខ្ញុំតែរឿងឯកជនប្រហែលជាល្អវាអត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហាញជាសាធារណៈជាសិទ្ធិឯកជនសិទ្ធិបុគ្គលអាហ្នឹងពីអ្នកខ្ញុំខ្ញុំប្រជាណាដែរព្រួយឃ្លានដែរណាគេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំឃ្លានណាស់បាទមនុស្សយើងអ្នកណាក៏ចេះមានដែរអារឿងឯកជនរឿងកាមកលេសនេះប៉ុន្តែសូមបែងចែកឲ្យដាច់ដូចខ្ញុំរីកគុណគេគេស្លៀកពាក់សិចស៊ីគេលិចគេអីលឹះក្រំសិលធម៌ហ្នឹងខ្ញុំរីកគុណគេគេថាជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ស្រាតរឿងរបស់ខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំឲ្យប្អូនស្រីនែឯងមកស្រាតខ្ញុំថាត្រូវស្រាតជាសិទ្ធិរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាខ្ញុំក៏ស្រាតដែរប៉ុន្តែស្រាតឯកជនស្រាតក្នុងផ្ទះស
្រាតធ្វើគ្នាតែពីរអ្នកស្រាតកុំបោះហោះអានឹងអត់ពាក់ព័ន្ធទេប៉ុន្តែបងប្អូនស្រាតហើយបងប្អូនបង្ហោះចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គមវាប៉ះពាល់សិទ្ធិខ្ញុំម្ដងគឺសិទ្ធិស្រឡាញ់ភាពផលផង់របស់មរតកវប្បធម៌ដូនតានារីខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរខុសអំពីវប្បធម៌អាកាំងផ្ទះយើងវប្បធម៌យើងវិន័យច្បាប់គ្រួសារយើងផ្ទះយើងចង្គៀងផ្ទះយើងណាភ្លឺផ្ទះយើងប៉ុន្តែផ្ទះអ្នកឯងចង្គៀងផ្ទះអ្នកឯងភ្លឺផ្ទះអ្នកឯងប៉ុន្តែបើអ្នកឯងចាស់ចាក់ធុងបាសលឺលឺវាមិនមែនលឺត្រឹមផ្ទះអ្នកឯងទេវាលឺថ្លង់មកដល់អញកំពុងតដេកដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាស្រាតក្នុងផ្ទះអ្នកឯងវាជាសិទ្ធិអ្នកឯងប៉ុន្តែបើអ្នកឯងស្រាតបោះហោះវាធ្វើឲ្យអញឃើញដែរអញឃ្លានឃ្លានរិះគន់ឃ្លានស្ថាបនាឃ្លានបញ្ចេញមតិយោបល់ថាអ្នកឯងស្រាតអញ្ចឹងមិនមែនជាវប្បធម៌ដូនតាអញទេណាដូរចេញវិញដូរចេញវិញណាហើយកុំទៅទាញយកតាក់លហៃកសម័យពីដើមអប្សរាសម័យហ្វូណនអីគេដោះអាវដែរអញថាអូអញ្ចឹងនាងចង់ទៅស្រាតមែនអញ្ចឹងស្រាតទៅបាទនាងចង់ទៅស្រាតមែនពីដើមគេខ្វះសម្ពុតស្បៃចររបាប់គេខ្វះគ្រឿងបិទបាំងរាងកាយដូនតាខ្មែរប្រឹងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីមកបិទមកបាំងដើម្បីមកកើថារុំព័ទ្ធរាងកាយឲ្យវាសំសួនឲ្យវាមើលទៅឃើញថាថ្លៃធ្នូដល់ពេលលោកបានរកវិធីសាស្ត្របិទឲ្យចិត្តហើយឯងបែរទៅជាបកចេញទៅវិញចាំបញ្ចេញសាច់បញ្ចេញអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជជែកគ្នាយើងត្រូវយល់ពីគ្នាណាមែនគេចេះតែមករិះគន់យើងទេយើងកុំនិយាយភាសាមួយថាគេចង់ឈ្នះចង់ចាញ់នរណាម្នាក់ខ្មែរនៅលើផែនដីនេះសុទ្ធតែញាតិរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំរិះគន់ចប់បើកបិទវងកញ្ចក់គឺជាបងជាប្អូនទៅតាមវ័យយើងជាខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំរិះគន់តែភាពអវិជ្ជមានរបស់អ្នកទេតែអ្នកបានធ្វើល្អអ្នកចេះធ្វើបុណ្យអ្នកចេះធ្វើកុសលអ្នកចេះធ្វើល្អខ្ញុំសាទរប៉ុន្តែកុំទូទាត់ណាកុំទូទាត់បាទកុំទូទាត់បាទខ្ញុំថ្ងៃនេះអនឡាញមានការពិបាកដោយសារអ៊ីនធឺណិតអត់ស្រួលសោះបាទអ៊ីនធឺណិតអត់ស្រួលខ្ញុំជឿថាបងប្អូនក៏មើលដោយការពិបាកកូនប្រុសប៉ាដូចគាត់ទំចូលមកថ្មីគាត់សរសេរថាបាត BAT ហើយអ្វីបានជាបងប្អូនចូលចិត្តនិយមការប្រើអសរឡាតាំងដែលជាមេរោគមួយមកបំផ្លាញសង្គមជាតិរបស់យើងហើយអ្វីបើយើងប្រើ second language យើងប្រើចំមកជាភាសាអង់គ្លេសក្តីណាបាទហើយយើងក៏មានរឿងអកុសលមួយដែរបន្ទាប់ពីស្លៀកពាក់បុរាណចប់សម្លៀកបំពាក់ទាំង20សម្រាប់លើសហ្នឹងយើងបានដាក់នៅក្នុងក្តិតឡានលោកតាន់កំសួរហើយបានចេញទៅមកពិធីមង្គលការមួយរបស់សាលាសិល្បៈហ្វូណនហើយស្រាប់តែយើងនាំគ្នាស្លៀកពាក់រួចរាល់ហើយយើងក៏បានផ្លិចថង់ក្បែរនោះនៅអាគារស៊ីកាហ្នឹងបាទដល់ពេលយើងនឹកឃើញទៅដល់ថង់ខ្មៅដែលជាសម្លៀកពាក់បុរាណរបស់យើងយើងក៏ត្រឡប់ទៅឆែកវិញថង់សម្រាមនោះត្រូវបានអ្នកអនាម័យគាត់ថាគាត់បានយកបោះចោលទៅក្នុងធុងសម្រាមហើយត្រូវបានឡានសម្រាមដឹកយកចេញទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងក៏អាយ20សម្រាប់ជាងដែលជាញើសឈាមយើងខំសំកាត់មានទាំងគ្រឿងអលង្ការមានទាំងអីតែងកាយនោះវាចូលមើល6សម្រាប់50អញ្ចឹង10វា500វាចូល1000ដុល្លារដែរអញ្ចឹងយើងបានបាត់ទាំងស្រុងទៅហើយយើងពិបាកដែរញើសឈាមតម្រាំតារឿងរោបានលុយថវិកាទៅសំកាត់ក៏អាយកាត់គ្រឿងទៀតណាអញ្ចឹងយើងបានបាត់បន្ទាប់ពីយើងស្លៀកពាក់ថ្ងៃនោះហើយយើងបានទៅចូលរួមមង្គលការនៅបាទនៅជិតទុលមុខកាឡាម៉ែត1នៅអាគារដេដល់ពេលហើយម្ចាស់ដើមការក៏រវល់វល់វែកលិចចាប់អារម្មណ៍រឿងស្បោងខ្មៅដែលជាគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងបុរាណក្បិនរបស់យើងនោះបាទក៏នាំគ្នាអត់ផ្លិចដល់ផ្លិចដល់ពេលយើងនឹកឃើញយើងឆែកមកអត់ឃើញយើងក៏បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងថងសារាមនោះទៅសិនត្រីបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងមិនសង្ឃឹមថាបានមកវិញទេប៉ុន្តែវាជាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំបាទអាចារ្យធំដែរប្រសិនបើចៃដន្យអីបុគ្គលិកឬក៏បងប្អូនដែលជាអ្នកធ្វើការផ្នែកសម្អាតផ្នែកប្រមូលសារាមនោះគាត់ដឹងឃើញថានេះជាកាអាវមិនមែនជាសារាមទុកឲ្យយើងខ្ញុំមកយើងខ្ញុំនឹងជូនសគុណទៀតណាហើយនឹងអរគុណមែនទែនព្រោះអីសម្លៀកបំពាក់ដូនតាមិនសមគួរណាត្រូវបានបោះចោលជាសារាមទេប៉ុន្តែយើងបានផ្លិចនៅក្នុងអាគារនៅកន្លែងភ្នួងដល់ពេលយើងឡើងដាក់ឲ្យយើងចាប់កម្មវិធីយើងចេញមកខ្ញុំមកមុនថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ច្រឡំថាជាថងសម្រាមក៏យកទៅបោះចោលទៅ
bà internet vì ở xua đấy bà con bà lại tên khi ông ăn dồi bà cho ăn dồi thả bà mưa ăn khơi phải không? Bà bà con la còn mình thay luôn cha thông bà hộp tắc năng tàu lóc cho bệnh miên thì vô tới dương chui khmai dương chui gì bị khmai xôm chui cất bị bạt than nick cho bạn thưa hai tại bà con miên prà tàu lóc nộp tiền đại được tiền chẳng dương thưa với cái đó dương cầm trang bán ở với bàn cột đập và bà con trang thay xa bạt than chẳng miên thay dương thời chụp prà với tầng off và tay dương chỉ dương cắt mà thôi bị khai dương off cún âm pi cà chua rúm và tay còn dương mình thử miên thiệp mùi cả thả vừa ấy là biết cha tha ắt tận áo mắt là biết cút mút ấy biết đây bà dương thời tạm biến ca thôi đau sần sầm bà internet cái này chọc với bạn để chơi chết các bạn ban để dây còn ban sẽ còn ban mà đang dây bị ấy đi bà prom vị xa là cha thông là nào bà trong ban thì chơi bị đau mới nữa nhóm an toàn mà khát ai ngày phần bốn ngày đọc bà Mr. Dara có thay dễ trời ăn mình dễ trời tên nị dễ nữa phía xa xa xe nị dễ bà phía xa xa xe nị dễ bà bà internet đó dứt bếch nó ở haram dễ lượng mà tôi chọc lại bà thôi thật hôm nay ông cô tra thay cũng con cha và cụ cha thì cả nơi cùng nơi vật hôm nay cảm chịu cảm thế nát xua đấy ăn rồi tới tiến con mình cha lục và chị ấy là người xua mình rồi xua sầm nua thế nát bà ông con chờ bà hà thầm mình bà cho mà toàn bàn hộp ấy tới tiền nâu bà nâu sđai đó sđai đael alo su bạn bạn cái lại cái bao phone ba ta cái lái như kia rồi kia pin nào kia bỏ hiểu chờ ta bắt qua đầm bên đại bỏ hoa sẵn kia bên đại lấy tuần sạp ta thử bỏ bà thấy ta tay bong con mau ta giống kia bên đại ta tua càng nhiều nắng á chúng ta khi mà bàn khó bỏ bộ các quạt sờ lắm mà ta rất các cái trò và trả sạn chúng ta cái nhóm về bỏ hoa sẵn trong đại lấy trong tỷ hay là mấy bàn chỉ miền lấy trong khó chẳng á ô à nó bị chọp bị muốn bị lượng ô tô tam bất pe po là miền đại bằng hóa nó cứ miền lấy quạt nó to tạt xuống quạt bắn đăng thả quạt xạ ọt nó bị xuống chớp chú gác trong nơi bòi pèt ấy hay cam mà thì cái nơi bình giống trong sài lang càng đại pe lá trong bom ôn chui chạy mưa lấy đại bàn bằng hóa nó cái con mà xuống quạt bàn về trời cà gì nè ô quân chờ nhưng mà quân sao thục bà xuống đây mà ông bố này chỉ chạy bán chỉ chạy mới cho nó nhóm trăm mấy internet đào xuống tích cho nhóm bà to wifi nó prao trong hôn ấy vô à cái đò nào rồi à cái đò nào đó à internet à anh chi trong hôn này tầm cấp thế lo anh lui lui ao pin pin thay à pram đập đi anh đã mà à sam sa pram đi mà khai ao lươn lươn bao lươn ao bia à bây giờ kia mặt cài mặt thòng mặt tối những kia cài chứ miền dục 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 ao anh ai bao giờ tao lui
nhôm chạm mới chạy như thế này tiếp bao phần. Và thay nên cả miền bóng phaôn xây xây mà chân luôn quạt bàn chơi một là mấy xe pẹp bò rán này thế nè và xe pẹp bò rán tay bò rán nộp tẹp cà phê dương đài à trong pẹp này tầm lấy pi mơn bằng mấy con đi bóng phaôn ai tinh ban là tẹp cà phê và bà thoa thằng pi ti tăng thế nè thằng pi ti tăng là đúng phân nhân xin mà điệp. Con là bán xua bắt tay bóng bóng là con cầm bán xua bóng miền bà phôn nơi nạc lấy ta bất ở rương to luôn ai cái chôn bỏ chấn bà nhóm bà chỉ nhóm mất nắc trong miền là biệt mùi cứ trong cửa rút nơi rương to luôn bỏ kê được ai cái chôn bỏ kê nắc nhưng mà ai ta xua kê ta bất kê mình cầm nán dây phân tay đó bây giờ mưa bắt đồ tầm nổ á được chưa rương ấy khá nắng bây giờ rương mùi đài rồi anh cứ chốn được trong đấy rồi anh chốn và bỏ tết kia bạc cán thì ở thua như chẳng và lỗ bèn bắt để anh ở trời bỏ bàn cơn bão nam mình đâu tay cầm mình lá tăng mình đăng thà đáp nhẹ bàn được tê được co cài lên bàn được hơi được co lên nhẹ được lật được hơi mình đăng dạng bệnh đấy ba cơn tay xe lá tăng máu đăng chân anh ấy tụa ba mình đang chăng anh ấy ba lần này mình đang chăng anh ấy ở đường chú chất phơi tại đường khóc nó mình đang cạt ấy ba khi xong đôi internet sân thế nè bà bốn bà giờ khi xong sầm rạ liền thế sân bộ đạch mưa bả ba.